Nên mình chở cháu ra sân bay đi về thăm mẹ nó á. Lên đường đi ra sân bay. Tắt cái quạt đi. Chơi của đêm đi như người ta đi night club này kia, khu tộc bữa tối ở đây đông lắm, tụi nó ăn chơi vậy đó. Khu này là ăn nhậu rồi nói chung ra là đủ các nước ở đây hết. 70% police officer tối tập trung đây hết. Ừ, tập trung đi nhiều lắm. Bây giờ sáng nó đi ngủ ở đây, cái loại gì nó cũng có.
say nothing. Come on. Yeah, swimming. Nó hỏi tới luôn. Daddy. Đẹp quá. It's so serious. And this all is still outside. It's sunny. Cái vỏ kia đâu không phải? Còn vỏ xách tay đâu? Cái vỏ xách tay á. Cái vỏ đen đâu? Đông. Tán này đông đó nha. Có người đi và có người về. Dạ. Khải đi phe đẩy trong chừng em Khải. Cũng nhiều người đi và cũng nhiều người tới. Đây là con gái thứ ba của mình. Đó, nhiều người thế này. Say hi everyone, George. Hi everyone. Where are you? I'm here.
Like, where are we going? Airport. We're going to airport for what? Ankai. We drop Ankai. Okay, there you go. Phải ráp cái vỏ, ráp một cái cho nó, cho nó không có lốc á. Cái kia ráp rồi, rồi ráp một cái rồi. Đứng đây là ráp một cái. Giờ mình line up để mình ráp cái vỏ này. Chị muốn đưa tiền hả? No, phải đang kiếm bị giết cho người kia chờ. Đây là cái máy để trả tiền, bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô. Wow. $23. Cậu bỏ tiền kìa. Nó không nhận trăm hay gì vậy? Đây nè, nè. Yay. What? Sao? So annoying this machine. Thử đi, thử 20 em. 20 không có đủ, bỏ mấy lần mới đủ. Bỏ đi. Ơi, trả lại toàn trăm chứ. Đâu có quên cái. Ủa gì hả? Hả? Đi. Rồi, thẻ ra, lấy chưa? Trả tờ trăm chứ, mình trả lấy bằng lại luôn chứ. Trời ơi, lấy luôn vậy. Giờ mình về.
2 tuần sau đến gia đình mình đi. Xin cảm ơn các bạn nhé.